xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe. Khương Dừa đang cắt ngôi sao miệt vườn và cô bác mà có thằng em nó vô nó năn nỉ bữa giờ không cho nó đi cắt mà nó cũng lội vô đây nó cắt luôn. Mưa quá hả? Có lợi kìa, lên cắt thử coi. Hả? Có lợi ở đây nè. Ngay em nó có hát bài gì mà hay nhất á? Hát bài gì em hát hay nhất á? Bữa nay thép nó đi Cà Mau và cô bác mà đi Cà Mau thì từ Ninh Thuận đi Cà Mau phải đi ngang thành phố Hồ Chí Minh cho nó biết Khương Dừa cát nên em nó ghé thăm Khương Dừa ghé chơi. Rồi có ông anh gì qua đây mến nữa hả? Bữa nay cạo đầu ghê mến. Ông về quê luôn hả? À vậy hả? Nãy giờ vô thấy có thấy hát mới vô một tiếng một hả? Thôi lên chụp tấm hình kỷ niệm được ai? Rồi lên cát được. Đi. Thông tin cho em biết nữa là cái anh mà bữa anh em ghé chợ á. Anh em ghé chợ chợ mà của cái Phú Nhuận gì đó. À cái ông mà cái chân đó. Ừ bữa có một khán giả gặp ở Gia Kiệm. Gặp ở Gia Kiệm xin cho chị làm lấy dây vậy luôn. Ừ. Là anh cũng làm y chang vậy luôn. À chào cho anh hình kêu. Tức là anh cũng liều rồi chứ. Thôi biết sao giờ. Yeah. Mình chia sẻ vậy rồi. Yeah. À, thế thì chụp với anh Cường tấm hình cả nhà. Rồi khi giờ đi luôn hả? Giờ đi luôn hả? Xíu đi hả? À, mình ngồi coi nghe mấy cô chú hát lát rồi tụi em đi. Nhi chụp nhì. Nhi lên chụp nè. Lên hai chồng lên chụp. Thi rồi lâu lâu cũng vô thi hát hò rồi đi. Thép nó hôm nay thép dễ dẫn bé Tường vô cát mà Khương Dừa nói cát gì nữa. Bữa Khương Dừa đã cát coi như ở ngoài là cát rồi, hát quá hay rồi. Chỉ chờ đợi cái lịch ghi hình nữa thì lên ghi hình thôi bà con bác. Rồi ghi hình là em giờ lịch ghi hình em báo cái vô. Thôi giờ lên cát đi. Hai chồng hát gì đi. Hát cho vui tới đi, cát cho vui. Lâu lâu bữa hổm đã tham gia diễn xuất rồi. Bữa hổm tham gia diễn xuất rồi. Bữa nay em sợ là em hát mất công mà nhạc sĩ thấy em hát hay quá rồi mất công mời em giờ làm ca sĩ rồi nữa. Hai chồng cũng không, hai chồng bữa giờ nó cũng giờ cũng bữa giờ cũng quăng lựu đạn luôn dữ ha. Quăng bơm. Hả? Anh hồi dám nắm gì? Nắm gì mất công. Hai chồng là làm bài song ca đi. Giờ em hát được. Hả? Giờ em hát. Không, ta đây chương trình này hát hay cũng được hoặc hát vui cũng được không sao. Hát vui cũng được. Ăn cơm chưa? Cơm nữa chưa? Chưa, lên nước uống chưa? Thi đi chứ. Lên nước rồi, uống nước chưa? Nè, nãy giờ lên quên cho mình nước. Uống con trai à? Cho anh nước mấy đứa ơi. Hết rồi. Lấy lên cho nước mấy đứa. Cho nước. Bữa tính ra là Khương vừa chia sẻ cái thông tin về ngôi sao miệt vườn là ở ngoài Ninh Thuận ngon quá. Và cát thí sinh đầu tiên là bé Tường luôn đó. Dạ. Nói chung là Khương vừa chia sẻ lên bà con bác cũng rất thích Tường và cũng đang trông chờ bé nó sẽ có một cái phần thi thật là hay ở trong chương trình ngôi sao miệt vườn đó. Mình lên cát đại đi sao mấy đứa nó cát dễ thương lắm, cát làm kỷ niệm. Có nhạc rồi luôn hả? Có sẵn luôn, có chạy lời luôn. Hát rồi nó dính bản quyền rồi. Đâu có gì đâu, hát bài thì dính thì thôi. Dính thôi. Dính thì cho nó chạy nhanh xíu thôi. Hát bài gì? Thì nghĩ thép sẽ hát cái bài gì để tặng khán giả đây. Sao xưa giờ em có đi cát gì chưa? Có thấy không, có vô phòng cát gì chưa? Nè phòng cát này giống như anh làm Thách Thức Kinh Hài hoặc làm tất cả chương trình thì nó giống vậy nè. Ví dụ mình trước khi mình bắt đầu chương trình mình phải đăng tuyển rồi xong bà con cô bác đăng ký vô cái mình vô mình đem cát. Hôm qua anh cát cũng khoảng trăm mấy bà con bác. Mình tự thủ công luôn anh Phương. Mình đánh đàn hả? À đánh đàn luôn hả? Ừ.
bữa anh có hỏi anh Lan là anh Lan mình bận đó, rồi xong rồi cái mình cast xong rồi cái mình sẽ chọn ra những cái giọng hát mà phù hợp với chương trình, xong cái mình sẽ tập luyện nữa, rồi xong rồi sẽ bắt đầu vô ghi hình Thách Thức Kinh Hài hay là tất cả những show gì đó mình cũng làm như vậy luôn. Nhưng mà đa số đây thí sinh là hát nhạc trẻ hay là nhạc quê hương được không? Nhạc trẻ, nhạc dân ca, giọng cổ tùm lum nha. Đủ đủ thể loại. Em hát nhạc gì? Giờ thép sẽ xin phép anh Phương ở đây mình hát cái bài Đời Là Thế Thôi đi. Đời Là Thế Thôi không? Phong cách của anh Phú Lê đầu trọc. Phải bài đó phải không? Nói chung em cũng không phái gì nhưng mà em thích hát bài đó. Rồi, thử đi. Cho mày hát hai thể loại luôn á. Cái khung cảnh đây có lẽ hát bài đó nó không phù hợp nhưng mà thôi em thử nha. Rồi. Rồi, ưu tiên. Ưu tiên đó. Dạ xin phép bà con bác cho thép hát biểu diễn. Dạ hát giao lưu một bài nha. Dạ rồi xong mình sẽ tới đây thi. Có chứ. Trời ơi chương trình nó lớn mà không có micro mày. Nghe thi xong rồi tặng người tờ giấy số nữa đó. À tờ giấy số nữa hả? Ờ. Còn làm răng nữa kìa. Alo. Alo. Dữ tay. Mình sẽ xin phép tất cả khán giả ở đây là mình sẽ hát bài Đời Là Thế Thôi nha cả nhà. Hát giỏi thì khán giả cũng hy vọng là khán giả ủng hộ nha. Dạ. Em đứng nếu anh Phương tới nha. Giao lưu ai, giao lưu ai. Thì chưa giờ chưa có bao giờ đi cast chương trình ca hát luôn phải không? Dạ. Thép xin chào tất cả mọi người và tất cả khán giả, tất cả cô chú ở đây nha. Hôm nay là lần đầu tiên mà Thép bước lên đứng ngay cái sân khấu này, nhưng mà có lẽ là đầu tiên nhưng mà không có rung cả nha. Không rung ạ. Cũng có tương lai. Ủa nhưng mà em có bao giờ em đứng sân khấu và em hát chưa? Không, chưa, em chưa bao giờ. Chưa hát giao lưu luôn hả? Đám tiệc rồi cũng chưa hát luôn hả? Chưa hát đám tiệc, em rất là nhát luôn. Dạ, ở nhà có hát không? Ở nhà thì cũng lâu lâu nhét miệng chơi vậy thôi. Dạ. Chưa hát. Ồ, vậy là tính ra là anh là mở hàng này luôn á. Dạ. Mở hàng cho nó duyên dáng nha. Dạ. Đời Là Thế Thôi của Phú Lê. Quốc hai chừng ba bài đi rồi đi. Xong ra nha. Nhìn lời hay hát theo nhạc nghe nhạc hát nha. Cái này nó không có chạy giống karaoke nha. Không, có karaoke mà hát. Không không. Nghe nhạc hát. Nghe nhạc hát á ông thần. Thì mày vô đi rồi nó đánh theo. Em vô rồi nó đánh theo. Coi cái lời này hát. Mở lời giùm thép cái. Em anh. Mở lời em mới hát được. Cho xin cái lời anh. Ờ xin cái lời. Xin lỗi tất cả khán giả, thép phải xin lời thì mới hát được. Hát bất tử. Tài, không bất tử mà. Hát được là vô vòng ghi hình luôn nha. Dạ. Hát được là cho vô vòng ghi hình luôn á. Rồi chừng này em vô anh. Nó vô lúc nào vô hả? Vô em đặng theo. Rồi đó. Có lại. Ok. Kéo lên trên nha. Trước xương sau đi. Trước xương sau thêm hơi sầu. Tình nghĩ anh em có chắc bền lâu. Trước khô sâu thế mới đau lòng khi xa cơ không còn ai khi tin đã khó những gì người ta cần người ta luôn quan tâm ta chỉ sẽ khi mình sẽ có thắp thế trên cuộc đời người ta để mình ta sẽ bán khi xa ngang mới biết ai là ai hỏi thế nhân ơi. Tiếp luôn, lại lại nữa. Lên trọn vẹn luôn. Sau thêm mới sầu. Tình nghĩ anh em có chắc bên lâu. Sầu thương khô sâu. Thêm mới đau lòng. Vì sao cơ không còn ai.
Hát thêm hai ba bài đi. Ôi, hát bài nữa nha. Ba bài đi, trừ khi không bị bán quyền á. Nhiều khi mày hát không bài gì bị bán quyền. Để em hát bài nữa. Nói chung mới lần đầu lâu lâu anh chị thông cảm cho tao. Nó rung. Rung không? Cũng rung phải không? Tay chân cầm micro mà nó gì nó sao hát được. Trời ơi, bởi vậy. Đâu phải dễ đâu. Bây giờ em xin phép hát một bài nữa nha. Ở ngoài núi rừng của mình thì quen phải không? Gặp mấy đứa em rồi quen rồi không có gì luôn, vô sân khấu đây thấy chứ có đèn có máy bay rồi có giám khảo rồi cũng sợ chứ bộ. À, gánh mẹ đi, gánh mẹ luôn hả? Bài gánh mẹ đi, gánh mẹ bị bản quyền nhắc đó, bị bản quyền hả? Tại mình xin bản quyền không kịp, tiền nào vô chương trình đó mình mới xin được, còn giờ mình cát cho mình xin không kịp. Bài gì của Lê Bảo Bình, mấy bài gì quen quen của Lê Bảo Bình ta? Bước qua đời nhau đi. Cho em xin cái lời. Hồi cứ hát lại, anh nghĩ chắc cũng sẽ bị bản quyền á. Hồi hát lại đi, hát được cắt bỏ thôi. Mình bước qua đời nhau đi. Rồi vô. Bài này nó hơi tình cảm dành cho những người thất tình nè cả nhà. Bởi rồi. Vì ngày trước thế cũng đã. Cho em xin bài bước qua đời nhau nha anh. Nghe bài đọc nó hay luôn. Cảm ơn anh nhiều. Đã không, đã không? Nói chung là nhờ anh Phương tạo điều kiện cho thép tiếp. Thời gian rồi ha. Đi diễn rồi giờ đi hát đâu nữa, ghê thiệt. Lâu lâu mình chia sẻ thêm một màu sắc mới cho bà con quát ha. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, sau có gió mơ đông, mình đã thương anh rồi, phải không em ơi? Mình từng chịu nỗi khổ đau lắm tim người, mình đã luôn từng nói anh không thể chưa, mình từng thề luôn mãi không bao giờ xa, mà có sao ta giờ đây vượt qua đời nhau, dù nhớ nhau vì nhau. Tại biết sao không? Bộ hát của đánh vần nữa. Sao mày căng thẳng thế vậy? Căng thẳng gì? Hát cái kiểu hát của mày lơi lơi ha. Kiểu hát lơi lơi kiểu của Jimmy Nguyễn nữa hả? Nói chung cả nhà biết sao không? Thép bồ, chữ nghĩ thép bồ nó yếu á. Vừa hát rồi phải vừa nhấm nhấm trong họng nó đánh thử cái chữ nó chữ gì mà hát được. Một bài nữa là bài em thuộc á. Em phải hát bài nào em thuộc á. Đừng có để nhìn lời. Không lẽ không có thuộc bài nào hả? À? Phải cháu thuộc một bài chứ. Gánh mẹ. Rồi hát đi. Ok. Thuộc phải không? Cũng chưa thuộc lắm nhưng mà cứ chạy chữ em hát được. Chạy chữ luôn ha. Rồi cho em xin ba bè gánh mẹ luôn anh Phước Đậm ơi. Cho con. Thế xin phép hát bài gánh mẹ nha. Bài này hình như của anh Quách Bên vậy đó. Từ từ lên. Để ghi cú đấm thép đậu luôn nha. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo thật gánh con. Cho con gánh mẹ đậu non, cả lòng mẹ đã gánh con bên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru.
khúc. Ông chú không kéo lời chậm với cả nhà. Đã không? Thấy không? Cũng hơi rung phải không? Hát nữa không? Hát nữa không? Hai anh mày, anh mày kiếm bài hay song ca đi. Dạ cũng được. Bài gì? Bài gì anh biết mới được nha. Anh chỉ hát được nhạc quê hương thôi à. Thành phố buồn ấy. Rồi, thành phố buồn nữa ha. Chắc bài này sẽ bị bản quyền. Nói chung là hát phục vụ khán giả thôi mày. Ừ. Rồi qua này mới chưa có hát nè. Rồi để em lấy cái mic kia coi. Dạ rồi xin làm phiền bà con cô bác một xíu. Nãy có nhiều bà con bác đang đợi trong phòng chờ để chuẩn bị cát. Dạ nhưng mà tại vì thép ở ngoài Ninh Thuận vô lận ghé thăm Hương Dừa nên anh em giao luôn xíu. Dạ cũng lâu lâu mới có dịp có Hương Dừa với thép là lần đầu tiên hát chung luôn. Dạ thôi mời bà bác cùng thưởng thức ha, với lại cho chào bóng tay. Em hát trước, anh hát trước. Em hát trước không? Anh hát trước đi. Nếu mà hát trước em thì anh nhớ ra áo hiệu rồi cho em nha. Anh hát hai câu rồi em hai câu nha. Người hát hai câu nha. Rồi vô nha. Thành phố nào như không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, vừa vẫn có nghiện cho không xa. Chiều đăng tay nghe nắng trang hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm ngay khói cỏ, người lưu chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương mình sẽ cho mình mãi mãi thành công. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó số phận ta em làm giàu nhà người. Thầm anh tích thương đời đau buồn. Chung. Dạ nếu mà con bác mà ủng hộ thì mốt Hương Dừa với thép mở live show luôn. Dạ, dạ cảm ơn quý anh chị ở đây rất nhiều nha. Dạ, dạ thôi nha, giờ mình dừng sân khấu lại ha. Thép cũng xin lỗi tất cả khán giả ở đây nha, tại vì lần đầu mình lên hát nó rung quá.
khán giả nghe mà lỡ mà có ức chế cũng không cảm như thế nha. Rung chứ, bữa anh lên anh sân khấu của Tình Làng Nghĩa Xóm anh con Lâm anh hát bài rượu của anh mà anh không lung. Nhớ anh hát tùm lum tùm la luôn. Không, anh biết sao mình coi karaoke thấy cái chữ nó chạy chạy á không? Mình hát rồi đấy, còn đây thấy cái không, chữ. Không, bữa nay là bớt rung rồi bà con bác. Đạt được rồi, chuẩn bị mở lại show được rồi. Tết mở lại show nha. Dạ, cảm ơn. Hay quá. Rồi bây giờ xuống sân khấu nè, coi thí sinh của ngôi sao miệt vườn mà hát nè, em coi em xỉu luôn nè. Ngồi ngồi đây qua đây nè. Hát qua đây ngồi nè. Ngồi đây nè. Ngồi ngồi giám khảo, ngồi làm giám khảo ơi. Làm thí sinh bây giờ mình làm giám khảo. Dạ mời thí sinh tiếp theo à. Rồi giờ đậu rồi thi không? Thi không? Hả? Thì cho nó đậu luôn, cởi nó. Cởi nó cho nó đậu luôn. Đậu đậu. Cho nó đậu. Anh Cương nó đậu là đậu. Ừ. Cho nó đậu vô. Không, nó cho nó vô thi sẽ có nhiều bình luận. Đạo diễn nó kêu là đậu ừ. Nó vô thi sẽ có nhiều bình luận không biết không? Hát nó hát không hay nhưng mà anh cho vô là bà con bác lại có nhiều ý kiến bình luận. Được không? Bữa đó em chở ca sĩ miền núi em vô luôn. Được. Gom hết. Tùy theo em hát thích hát mà về em tập hả? Thi nha, thi cho Thi nha. Ừ. Thi vô trọng với Hồ Bích Trâm kìa. Tập nặng ký. Rồi ha. Dạ rồi, cảm ơn Thép cũng dạ. Đã ghé thăm Thương Dừa. Dạ ngồi lại chơi xíu hát rồi hai chồng cũng sẽ đi chuyến đi Cà Mau. Em xin phép anh Khương là bây giờ là Thép xin phép anh Khương là đi luôn hả? Đi luôn hả? Dạ, là tối. Giờ đi đường nào? Tìm em chép bản đồ em đi chứ. Dạ. Dạ. Ok, rồi rồi có ai chào cho anh xíu nè. Rồi khi nào về đi ngang rồi ghé anh chơi nha, bữa nay bận không có tiếp được. Dạ rồi thôi cảm ơn chúc quý khán giả của Thép thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn em đã ghé thăm. Cảm ơn cả quý cô chú anh chị và các bạn ở trên kênh Phương Dừa nha. À bà con cô bác khán giả của Thép nếu mà muốn thi chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thì đăng ký gọi hotline chương trình đó. Dạ mình để chắc tuần sau Phương Dừa sẽ cắt thêm một ngày chủ nhật nữa, ngày 30 tháng 10. Còn bà con bác nào ở xa quá mà không đăng ký cắt được thì mình có thể gọi qua hotline để mình gửi video á. Để Phương Dừa coi video, coi phù hợp chương trình thì mình mời sẽ tham gia. Dạ, cảm ơn. Số hotline là 0901 955 507. Dạ. Rồi đi mạnh khỏe nha. Vậy ha, anh bận anh không có tiếp được ha. Dạ. Rồi, hai chồng đi nha. Rồi, okay. Dạ, em xin phép. Rồi, hai chồng đi nha. Dạ, thôi chào tạm biệt quý bà con, quý khán giả Phương Dừa, hẹn gặp lại.